Truyền thông và quân đội Trung Quốc cáo buộc Mỹ đe dọa an ninh toàn cầu sau khi xuất hiện thông tin công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk đang chế tạo hàng trăm vệ tinh do thám cho Washington. Theo 5 nguồn thạo tin của Reuters, đơn vị Starship thuộc SpaceX đang phát triển mạng lưới vệ tinh theo hợp đồng trị giá 1,8 tỷ đô la Mỹ, tức 44.720 tỷ đồng, với văn phòng trinh sát quốc gia Mỹ NRO. Sau thông tin đó, tài khoản mạng xã hội Weibo của quân đội Trung Quốc hôm 17 tháng 3 nói chương trình SpaceX đã vạch trần tiêu chuẩn kép của Mỹ. Bắc Kinh nhắc lại việc trước đó Washington cáo buộc các công ty công nghệ Trung Quốc đe dọa an ninh Mỹ. Bài đăng trên Weibo kêu gọi các công ty Mỹ không giúp kẻ xấu làm điều ác và tất cả quốc gia trên thế giới nên cảnh giác và bảo vệ trước các mối đe dọa an ninh mới và thậm chí lớn hơn do chính phủ Mỹ tạo ra. Ông Vương Á Nam, tổng biên tập tạp chí Hàng không Tri thức thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc, nói dự án vệ tinh SpaceX đặt ra thách thức đối với an ninh và ổn định toàn cầu. Ông Vương khi trả lời phỏng vấn tờ Hoàn Cầu Thời báo hôm 17 tháng 3 nói, hoạt động do thám tình báo của Mỹ chắc chắn sẽ khiến một số vấn đề nóng trở nên nhạy cảm hơn hoặc thậm chí leo thang. Trước báo cáo từ Reuters, NRO thừa nhận sứ mệnh phát triển các hệ thống giám sát trên không gian, nhưng từ chối bình luận về mức độ tham gia của SpaceX. Công ty của ông Musk cũng từ chối bình luận về hợp đồng với NRO. SpaceX, NRO và Lầu Năm Góc chưa lên tiếng về phản ứng của Trung Quốc. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên,